Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe TV. Chanh thực sự là một loại trái cây đa năng, nó chứa lượng lớn vitamin C, ngoài canxi và kali, nó cũng rất giàu khoáng chất và nguyên tố vi lượng như đồng, sắt, magie. 1. Chanh điều hòa huyết áp. Nhờ chứa kali, chanh giúp chống trầm cảm và stress bằng cách điều hòa huyết áp trong cơ thể. Với một cốc nước chanh mỗi ngày, bạn có thể loại bỏ cảm giác khó chịu và chóng mặt đột ngột. 2. Chanh tăng cường hệ thống miễn dịch. Với sự hiện diện của vitamin C trong chanh, bạn có thể nói tạm biệt với những mệt mỏi thoáng qua hoặc mãn tính. Thực phẩm này sẽ cho bạn một cú hích, nó cũng rất lý tưởng để chống cảm cúm. 3. Chanh để thải độc. Nó có tác dụng lợi tiểu và nó tăng việc tạo nước tiểu bằng cách kích thích hoạt động của thận. Chất độc theo đó sẽ được loại bỏ dễ dàng. Chanh cũng cải thiện quá trình tiêu hóa. Uống nước cốt chanh pha lỏng cho phép làm sạch thành ruột. Nước chanh còn giúp làm giảm đau đối với bệnh viêm khớp và thấp khớp. 4. Chanh cung cấp nước cho cơ thể. Cơ thể chúng ta cần nước, do đó cần phải cung cấp nước một cách đầy đủ. Nếu bạn không thích uống nước lọc, bạn có thể thêm vào một ít nước cốt chanh để tạo hương vị thơm ngon. 5. Chanh giúp làm sạch gan. Được biết đến với tác dụng chống lại độc tố, chanh có thể được sử dụng để dọn dẹp sạch một cách tự nhiên gan. Một cốc chanh uống lúc đói có thể đem lại sức sống cho gan và làm sạch nó hiệu quả. 6. Chanh để giảm cân. Các thành phần trong chanh sẽ nở ra khi gặp nước chứa trong dạ dày, do đó nó có tác dụng cắt cơn đói. Não bộ sẽ nhận được tín hiệu nó, vì vậy bạn sẽ không còn cảm thấy muốn ăn nữa. Hơn nữa, lượng lớn vitamin C trong chanh sẽ làm cho cơ quan trong cơ thể bạn luôn ở tình trạng làm việc và đốt cháy calo. Bên cạnh đó, uống nước chanh lúc mới ngủ dậy cho phép bạn loại bỏ hiệu quả các axit béo. 7. Chanh giúp giảm đau họng. Đặc tính của chanh là chống vi khuẩn trong trường hợp đau họng. Một chút trà, thêm nước cốt chanh và một chút mật ong sẽ giảm bớt sự nhiễm khuẩn ở trong họng vài phút, đồng thời nó cũng sẽ bổ trợ lớp màng của họng. 8. Chanh lọc máu. Chanh giúp loại bỏ hiệu quả các chất dư đường có trong một số thực phẩm. Nước chanh tươi cũng có thể loại bỏ các chất bảo quản và hương liệu nhân tạo sẽ ngấm vào máu. 9. Tạm biệt mùi hôi. Không chỉ làm mới hơi thở bằng cách loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng, chanh có thể chữa viêm nướu và sâu răng. Nó ngăn chặn tạm thời chảy máu lợi. Để làm điều này, hãy súc miệng với một cốc nước chứa nước cốt của một nửa quả chanh. 10. Để có vẻ đẹp rạng rỡ. Không cần phải sử dụng các loại mỹ phẩm đắt tiền. Tính chất kiềm của chanh có thể tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn và một số vấn đề của da. Đối với vết thâm trên khuôn mặt, một chút nước chanh tại vị trí đó sẽ có tác dụng để khoảng 15 phút trước khi rửa lại. Đối với nếp nhăn và hỗn hợp với nước cốt chanh, thêm mật ong và đường. Nó được khuyến cáo là bạn phải tránh ánh nắng mặt trời sau khi áp dụng công thức này. 11. Để làm sạch móng tay. Đối với những người hút thuốc, móng tay màu vàng rất khó coi. Hơn nữa, điều này sẽ làm móng tay xấu đi theo thời gian và làm hỏng móng. Hãy yên tâm, bạn sẽ không phải tốn tiền để chăm sóc móng, chỉ cần cho một chút nước cốt chanh vào là đủ. 12. Chanh chống sầy tàu xe. Sầy tàu xe thường gây nôn mửa. Để tránh cảm giác buồn nôn, hãy hòa 1 đến 2 thìa cà phê nước cốt chanh vào nước nóng. Uống nước chanh trước chuyến đi. Người ta luôn có xu hướng nghĩ chanh tăng axit trong cơ thể, nhưng ngược lại, nó không thúc đẩy axit mà giải phóng dư lượng kiềm để cân bằng pH. Thông tin trên có bổ ích không các bạn? Đừng quên like và đăng ký kênh nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.